duy nhất trên Shopify 11/11 siêu sale. Đại diện âm nhạc cùng truyền thông cũng bảo anh về chiến tài. Hàng hoa ca đỉnh cao của Lâm Cường và U Hạnh Phúc trở về tuổi thơ với Bảo Thi và Vương Khang. Nhận ngay nhân ba tu từ nam thần An Cắt lấy cùng nhiều với bộ đôi Rimatic và DJ Mia. Nhận quà mở tay từ tỉnh Thanh Bình và Nick Kim Cương. Ngoài ra kết ngay quà tặng không đồng với Thủy Bảo Trâm. Các bạn còn được nô đùa với Quốc Khánh và Minh Dự để nhận voucher 111k. Chung tay góp sức cùng Huyền Linh, Khánh Vân. Cuối cùng chốt đơn cùng các cô nàng vui vẻ SEO 48. Đón xem trên Shopee Live 18 giờ ngày 10/11. Shopee Live.